Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu tiểu sử diễn viên trẻ Bê Trần. Có lẽ nhiều bạn trẻ đã khá quen thuộc với cái tên Bê Trần, một anh chàng hot boy gốc Hà Thành. Sở hữu chiều cao mơ ước và ngoại nhìn ưa nhìn, Bê Trần nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, nhất là đối với giới trẻ. Ngoài làm người mẫu, Bê Trần còn được biết đến với vai trò là một diễn viên. Bộ phim đánh dấu tên tuổi của anh và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả chính là bộ phim 5S Online. Cho đến thời điểm hiện tại, tiểu sử diễn viên Bê Trần luôn là đề tài tò mò của nhiều người hâm mộ. Diễn viên Bê Trần tên thật là Trần Quốc Anh, sinh năm 1990 tại Hà Nội, được biết đến qua một ca khúc hát nhép cực cool trên mạng xã hội. Với ngoại hình điển trai, Bê Trần nhanh chóng chiếm được tình cảm của giới trẻ Hà Thành. Ngoài ra, Bê Trần còn được biết đến là cháu ruột của nghệ sĩ đàn saxophone Trần Mạnh Tuấn. Con đường sự nghiệp của Bê Trần. Bê Trần không theo đuổi đam mê âm nhạc như cha mẹ và chú của mình. Từ nhỏ tận dụng lợi thế vốn có của mình, Bê Trần tham gia làm người mẫu ảnh cho một số trang tạp chí tuổi teen, người mẫu thời trang. Anh đã theo học chuyên ngành đạo diễn tại trường sân khấu điện ảnh, tham gia đóng một số bộ phim dành cho tuổi teen. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 Hot Boy, Bê Trần thi trượt đại học. Trong suốt thời gian này, anh tham gia làm người mẫu cho một số trang tạp chí tuổi teen, người mẫu thời trang và tham gia làm cộng tác viên cho kênh VTV6. Nửa năm sau đó, theo lời khuyên từ một người chị, anh một lần nữa thi đỗ vào trường sân khấu điện ảnh với chuyên ngành đạo diễn. Bộ phim đầu tiên chàng Hot Boy Hà Thành góp mặt khi còn học đại học là một bộ phim ngắn chỉ vỏn vẹn 10 phút thuộc thể loại phim câm không có lời thoại. Tuy nhiên, đây là một bộ phim mang lại cho anh thêm nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Anh chính thức bước vào nghiệp diễn xuất và được nhiều người biết đến từ sau bộ phim 5S Online. Trong phim, Bê Trần vào vai một chàng trai lãng tử với biệt danh Thánh Tán Gái Tán Đâu Là Trùng Đấy. Tuy nhiên, với tính cách lãng tử hay thay đổi của mình, cuối cùng chàng lãng tử vẫn trở về tay trắng với những tình huống giờ khóc giờ cười. Từng tốt nghiệp tại trường đại học sân khấu điện ảnh, do đó không thể phủ nhận được khả năng diễn xuất chuyên nghiệp của nam diễn viên gốc Hà Thành này. Ngoài thời gian tham gia các dự án phim ảnh, Bê Trần còn làm người mẫu ảnh, cộng tác viên cho đài truyền hình và kiêm luôn cả vai trò là một stylist. Hiện nay, anh đã góp mặt ở nhiều bộ phim hot như Mối Tình Đầu Của Tôi, Cây Táo Nở Hoa. Anh thật sự chiếm tình cảm của công chúng với vẻ ngoài điển trai và khả năng diễn xuất thật sự, chứ không thông qua những scandal quảng bá tên tuổi. Bê Trần và chuyện tình yêu với hot girl Quỳnh Anh Xin. Cả hai quen biết nhau tình cờ trong những lần gặp gỡ bạn bè và nhiều sự kiện khác nhau. Ban đầu cả hai chỉ xem nhau như là một người bạn, vì cả hai cảm thấy tính cách của đối phương hoàn toàn không hợp với nhau. Tuy nhiên, sau một thời gian tìm hiểu, cả hai dần dần thay đổi cách nhìn của mình đối với đối phương, trò chuyện ngày càng nhiều hơn. Những cuộc hẹn hò xem phim cũng gần như nhiều hơn xưa rất nhiều. Đến tháng 10 năm 2012, cả hai chính thức công khai hẹn hò. Chuyện tình yêu với hot girl Quỳnh Anh Xin nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đông đảo người hâm mộ và gia đình hai bên. Cả hai thường xuyên cùng nhau tham gia các sự kiện của làng giải trí Việt. Mặc dù lịch diễn dày đặc nhưng cả hai vẫn thường xuyên dành thời gian cho đối phương. Nhiều khán giả rất mong muốn nhận được một tin vui từ hai người trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, cả hai chính thức chia tay, đường ai nấy đi, khiến cho người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Bê Trần và dung nhan của người mẹ trẻ trung xinh đẹp. Là một trong những diễn viên khá kín tiếng về chuyện đời tư, diễn viên Bê Trần rất ít khi chia sẻ với công chúng về cuộc sống hiện tại cũng như những thông tin về gia đình của mình. Ngoài những thông tin là cháu nghệ sĩ đàn saxophone Trần Mạnh Tuấn. Cho đến khi trên trang cá nhân của anh đăng tải hình ảnh một người phụ nữ đang cắt bánh kem với dòng trạng thái Happy Birthday Mẹ Yêu. Khiến nhiều người ngỡ ngàng trước nhan sắc của mẹ nam diễn viên. Một người phụ nữ trung niên sở hữu vẻ đẹp mặn mà, thông qua những hình ảnh mà nam diễn viên mới vừa đăng tải trên trang cá nhân, có thể dễ dàng nhận ra một điều là nam diễn viên sở hữu nhiều nét đẹp từ mẹ của mình. Đây là một lợi thế khiến nam diễn viên luôn nhận được sự yêu mến từ khán giả, nhất là đối với giới trẻ Hà Thành. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất.